Tết của người Việt từ xưa có truyền thống đó là thờ chữ, rước chữ, chơi chữ và xin chữ. Theo đó, thờ chữ và rước chữ là đối với những chữ của vua được viết ở trong các sắc phong. Còn dân gian thì chơi chữ và xin chữ là điều thiêng liêng của những ai trọng đạo nghĩa làm người. Từ sau rằm tháng Chạp, các ông đồ và bà đồ khăn đống áo dài, tề trình ở trong trang phục cổ, bưng bê kệ nệ mực tàu và giấy đỏ, khung, hòm và chiếu, ngồi ngay ở bên đường, ngập ngụa khói bụi để bán chữ. Tạo ra cảnh đẹp vừa cổ điển mà cũng vừa rất chọi với không gian đô thị bừa bộn. Nhiều năm trước khi Sài Gòn chưa có phố ông đồ, quanh có con đường khu nhà văn hóa thanh niên Phạm Ngọc Thạch, thì một ít các nhà nghiên cứu và dịch giả Hán Nôm đã quyết chí giữ nếp xưa, đó là ôm tráp ra vỉa hè ngồi cho chữ. Chữ nghĩa cho bá tánh thời đó là các bức thư pháp, chữ Hán và nhiều ông đồ xưa nhất định cho tặng chứ không có bán. Rồi sau này rộ lên các ông đồ trẻ. Có ông mới chỉ có nhú râu măng cũng thấy chuyện khởi nghiệp bán chữ ngày Tết. Thu nhập rủng rỉnh cho nên tranh nhau học thư pháp, chữ quốc ngữ, sắm đồ nghề, nhào ra đường để phóng bút. Tất nhiên nhu cầu của cộng đồng bình dân là đi xin chữ, mua chữ, mỗi năm đều lặp đi lặp lại nguyện vọng ký thác vào chữ nghĩa như là cát tường, an khang, phát tài, đăng khoa v.v. Còn giới thời thượng thì có ý nhờ chữ nâng cấp như là phúc, hưng, vượng hay là đắc.